Với các bạn đang làm à, kinh doanh, các bạn có các cái bức ảnh chụp sản phẩm của các bạn như quần áo, giày dép, bàn ghế hay bất kỳ một cái sản phẩm nào khác, hoặc các bạn đang làm nghề thiết kế, các bạn có các cái bản vẽ mà các bạn muốn đăng lên trên Facebook hay đăng lên trên web để quảng cáo cho thương hiệu của các bạn. Tuy nhiên là sẽ có một cái vấn đề mà các bạn thường xuyên lo ngại, đó là các bức ảnh đó sẽ bị người khác tải xuống và sử dụng lại của các bạn thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? đó là chúng ta sẽ phải chèn logo vào trên các cái bức ảnh sản phẩm của các bạn thì ví dụ các bạn lên Google các bạn tìm kiếm thì đa số các cái hình ảnh họ đều chèn vào cái logo của người ta để tránh cho việc người khác người ta sẽ gì đây lấy và sử dụng lại thì họ đều làm như vậy thì ở trong bài số 11 này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm như vậy bằng cái phần mềm Photoshop nhé nó cũng không có gì là khó cả các bạn chỉ cần làm một vài lần là các bạn sẽ quen thôi bởi vì đây cũng chỉ là mới bài đầu thôi. Trong các bài sau thì các bạn sẽ được học nhiều cái kiến thức hơn. Còn bài này các bạn sẽ học chèn một cách đơn giản cái đã. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại giúp mình cái phần mềm Photoshop. Các bạn cũng sẽ vào file này, các bạn chọn open. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị hai cái bức ảnh. Đây mình sẽ cung cấp cho các bạn ở trong bài số 11 rồi. Đây là mình cho các bạn cái ảnh để các bạn thực hành. Còn khi các bạn muốn làm thật trên sản phẩm của các bạn thì các bạn cũng chỉ cần có hai thứ này thôi. Một là cái ảnh sản phẩm của các bạn và hai là cái ảnh logo. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cả hai cái này lên nhé. Đầu tiên này các bạn mở sản phẩm này, open. Sau đó các bạn cũng vào file, các bạn chọn open, các bạn mở tiếp cái logo lên. Nhiệm vụ của các bạn là bây giờ sẽ đưa cái logo này sang chèn vào cái vị trí ở bên này để làm thương hiệu của các bạn và tránh bị người khác tải xuống cũng như dùng lại thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào thì đầu tiên các bạn cũng sẽ phải bỏ hai cái khóa đi đã cái thao tác này là thao tác quen thuộc các bạn nên làm cho nó quen nhá đó không có khóa thì các bạn không phải bỏ còn có khóa thì các bạn sẽ bỏ nó đi thế thì bây giờ các bạn có phải là các bạn muốn chuyển cái logo này sang bên này không thì đầu tiên các bạn cũng sẽ phải copy cái logo này đã thì đầu tiên các bạn sẽ ấn căn chỗ a để chúng ta chọn được cái logo này khi các bạn ấn căn chỗ a ấy, thì nó sẽ có các biểu tượng con kiến này nó chạy xung quanh cái logo của các bạn Đầu tiên bước 1 này là các bạn sẽ ấn Ctrl A để chọn logo. Sau khi các bạn thấy biểu tượng con kiến này rồi thì các bạn sẽ ấn Ctrl C để copy. Bước 2 này. Các bạn ấn Ctrl C để copy. Cái này tương tự như khi các bạn làm trong Word thôi. Và đến bước số 3. Bước số 3. Các bạn quay trở lại cái ảnh sản phẩm của các bạn các bạn ấn Ctrl V để dán Bước 3 Ấn Ctrl V để dán ba cái bước này thì tương tự Như khi các bạn làm ở trên phần mềm Word Hoặc là Excel Hoặc bất kỳ một cái phần mềm nào khác Thì sau khi các bạn làm như vậy rồi Thì chúng ta sẽ có được một cái logo Nó nằm đè lên trên sản phẩm của các bạn rồi Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải chỉnh lại một số thứ Để làm sao cho nó khớp Và nhìn nó bắt mắt Thì đầu tiên cái đầu tiên mà các bạn cần phải chỉnh ấy là vị trí Thế thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại công cụ mô nhé nhá đây công cụ đầu tiên bấm phím v bấm phím v và khi nào các bạn nhìn thấy con chuột nó có hình màu đen như vậy thì là đúng rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn lên bên góc trên tay trái của mình thì thấy nó sẽ có một cái chữ tên là auto select thì các bạn nếu thấy nó đang tích vào cái chữ auto select thì các bạn bỏ tích ở đây đi nhá bỏ tích ở cái chữ auto select đi và bây giờ các bạn chỉ cần giữ vào cái logo này các bạn có thể lôi nó đến bất kỳ một cái vị trí nào mà các bạn mong muốn đó bây giờ mình sẽ đưa nó về góc này đó là cái lý đầu tiên này. Cái thứ hai là về phần kích thước của logo. Thì bây giờ các bạn thấy nó hơi to đúng không? Các bạn muốn cho nhỏ lại thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn phải ấn giúp mình cái phím Ctrl T. Đây. Để làm nhỏ logo nhá. Làm nhỏ logo thì các bạn sẽ ấn phím Ctrl T. Ngay lập tức nó sẽ lên cho các bạn các cái điểm chốt như vậy để các bạn có thể phóng to và thu nhỏ. Thì bây giờ các bạn sẽ đưa con chuột trái vào một cái góc chéo bất kỳ. Đây, góc chéo nào cũng được. Các bạn nhìn thấy các bạn kéo nó nhỏ lại một chút Phóng to thì các bạn kéo ra Phóng nhỏ thì các bạn kéo lại Tuy nhiên khi các bạn kéo như vậy này Thì sẽ có một trường hợp xảy ra là các bạn thấy nó bị bẹp đúng không Khi các bạn kéo Giữ chuột chuột trái các bạn kéo thì nó bị bẹp Để tránh bị bẹp thì các bạn giữ thêm mình phím SHIFT nhé Khi các bạn giữ SHIFT này Thì các bạn kéo này nó chỉ to nhỏ thôi Chứ nó không bị biến dạng cái lô của các bạn Còn nếu như các bạn không giữ SHIFT Thì nó sẽ bị biến dạng như vậy Còn khi các bạn giữ thêm phím thì các bạn chỉ phóng to thu nhỏ mà không ảnh hưởng tới cái tỷ lệ của logo nhé thì bây giờ các bạn giữ shift và các bạn kéo lại làm sao gì đây cho các bạn cảm thấy ưng ý là được sau khi xong các bạn bấm enter thì lúc này các bạn cũng có thể di chuyển nó đến vị trí khác được đấy các bạn chỉ cần nhớ là gì các bạn chỉ cần nhớ là chọn vào logo này sau đó các bạn chọn vào công cụ đầu tiên phím V mua này này thì các bạn có thể di chuyển nó đến bất kỳ cái vị trí nào mà các bạn mong muốn và khi các bạn thì là khi các bạn muốn phóng to thu nhỏ thì các bạn sẽ ấn căn T các bạn giữ shift và các bạn có thể phóng to thu nhỏ nó một cách bình thường thì trong bài này mình chỉ mang thích giới giới thiệu thôi Còn chúng ta sẽ học thuộc tính kỹ hơn của các cái này ở trong bài sau bài này là dành cho các bạn nào làm gấp các bạn muốn chèn logo vào ảnh sản phẩm của các bạn bởi vì nhiều khi các bạn muốn học Photoshop thì các bạn chỉ cần học một số tính năng thôi thì các bạn có thể thực hành được ngay với các cái kiến thức này đó là làm theo ba bước và hai lưu ý đó đây là ba bước và hai lưu ý là gì một là các bạn phóng to thu nhỏ thì các bạn sẽ bấm Khang căn số t nhá các bạn giữ ship để nó không bị biến dạng và cái thứ hai là các bạn di chuyển nó bằng cách các bạn bấm vào nó và giữ chuột trái lôi nó đến vị trí mà các bạn mong muốn thì như vậy chúng ta chỉ với vài thao tác là chúng ta có thể chèn được logo vào trong cái sản phẩm của chúng ta và sau đó chúng ta sẽ xuất ra hình ảnh để các bạn có thể đăng lên trên Facebook hoặc lên web thì ở trong bài sau bài số 12 mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để xuất ra hình ảnh còn đây là các bạn đang làm ở trên Photoshop thôi Các bạn phải xuất nó ra hình ảnh Thì các bạn mới có thể đăng lên trên Facebook Hoặc đăng lên trên web được nhé